thì cái gia vị đi kèm á thì nó sẽ có nè, nấm ha các chị ha, nấm và hành tím, đường và tiêu và muối và dầu ăn và bột ngọt. Xôi mình nó đã vàng, nó có thể là nó vàng trên cạnh là các chị. Mình sẽ đắp lên bề mặt nha các chị ha, để cái phần thịt nó sẽ khi mình ốp xuống nó sẽ không bị rớt ra. Tiếp mà vào dầu mình chiên một cách nhiệt và bằng cách thao, nó làm cho một món ăn của mình trở nên ngon hơn, hấp dẫn hơn bởi tính đẹp mắt, tính thẩm mỹ của nó. Các xôi mình nó đã vàng, nó có thể là nó vàng trên cạnh là các chị. Và đây là toàn bộ quá trình chuẩn bị cũng như chế biến món xôi bồ câu phép.